Quý vị và các bạn đang được thưởng thức chất âm và ngắm nhìn tuyệt phẩm loa nổi tiếng đến từ Anh Quốc với cặp loa Watford mùa nền NIX215FR. Được thiết kế với phần thùng cao to lớn và công suất mạnh mẽ lên tới 2.400W trung bình và 4.800W max. Đây là một trong những cặp loa sở hữu uy lực vô địch ở phân khúc 2.340. Với trang bị 5 loa trên một thùng như chúng ta đang được thấy trước máy quay, tổng số có tới 10 cái loa gõ như là một dàn nhạc sống. Và với uy lực vô địch ở phân khúc 2.340, chúng ta có thể thấy được giá trị đích thực trên cấu hình này. Xin mời quý vị mang tai phone và chúng ta cùng thưởng thức tiếp theo những bản nhạc bolero và trữ tình, tiết tấu chậm rãi, nó thể hiện vô cùng ngọt ngào và chi tiết. Với những thể loại nhạc như sàn hay remix thì đây là một cái vũ trường di động không bàn cãi. Và với karaoke thì thực sự đây nó là một trong những cặp loa ít có đối thủ so đỏ xứng tầm với chất âm cũng như độ khủng của cặp loa này. Xin mời anh em cùng lắng nghe. Chất âm ngọt ngào và chi tiết phê đến từng tiếng gõ của nhạc cụ. Xin mời anh em cùng ngắm nhìn lại cấu hình của cặp loa khủng long chúa nhất hãng với cặp loa Watford Modern NIX215FR. Được thiết kế với phần thùng gỗ ván ép bạch dương, cao 1m25, ngang 61 và sâu 50, nặng tới 140kg. Với công suất từ 2.400 tối đa 4.800W trên trở kháng của giải trầm xuống tới 4 ôm, độ nhạy cao tới 135dB trên gã khủng long nhất hãng. Đây là những cặp loa sở hữu chất âm 2 trong 1, vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke, cực kỳ là tuyệt vời. Quý vị có thể thấy được độ đẹp và độ sang trọng của cặp Watford đến từ England. Với thiết kế 2 bát siêu trầm 40cm xương đúc gân vải lụa tẩm dầu từ lớn tới 20, 4 cái ống hơi thở về mặt trước, trên kích thước phần thùng loa chúng ta có thể thấy được rằng nó thể hiện vô cùng mạnh mẽ. Nó mang của nó được trang bị thêm sóng gân và mũi si keo, chúng ta có thể thấy được rằng mức độ đánh rất là mạnh. Bởi vậy nó khi mà thiết kế từ cái mũi loa đó, các cái mũi loa nó đổ si rất là dày, và đồng thời khi mà cái màng đánh mạnh thì bao giờ nó cũng dập lên cái sống này để giảm thiểu hỏng màng so với các dòng loa thông thường. Đó, quý vị thấy chưa? 4 quả loa khủng khiếp, 4 quả bát 40 từ 20 và 8 cái ống hơi thở về mặt trước, đánh như là một dàn nhạc sống di động. Phần bên trên của cặp loa này là 2 quả trung âm, mỗi một quả trung âm xương đúc, gân cao su đúc, đường kính miệng 18, 5.4 rất là to. Mũi của nó giống như BV loop của anh. Đó, y chang. Đó, anh em nhìn bộ gân cao su và quả mũi loa thấy được độ phê rồi. Trung này thì 4 quả trung này thì nó quá đã. Và đồng thời trang bị một quả check can với đường kính họng của nó chiều ngang trên 30 và cao khoảng gần 20, cổ 16 nổi tiếng của hãng Watford đến từ England. Tất cả thùng bách của nó, đây những dòng này nó là thùng ván ép bạch dương, bởi vậy khi mà chúng ta có thể để mọi không gian từ phòng khách cho tới các không gian ngoài trời hay các bar hay các vũ trường, lực đánh của nó như dư chấn.
anh em thấy được rằng với 4.800 mắt thì không phải là chuyện đùa rồi. Đó, nặng thêm một tạ tư cho cặp loa này, tay của nó là trên một tay bằng thép, dưới một tay bằng thép. Đó, khi di chuyển chúng ta có thể để bánh xe và có thể khiêng cầm vào cái tay này, rất đẹp. Đây là một trong những cặp loa vô địch về chất âm cũng như uy lực ở hai bát 40. Anh em chơi ví dụ như là JB725 thì không có cửa so với lực đánh của giải trầm rồi. Trung âm của nó, hai cái trung âm 18 thì nó cân với một cái trung 30 rồi, với check kèn lớn như thế này. Trên cặp loa này thì có thể nói rằng nó là vô địch về chất âm. Ở ngưỡng tầm giá của nó hoàn toàn nó không có đối thủ nào để so đỏ với chất âm của Westfalen AX215FR đến từ Anh Quốc. Đó, rất là đẹp, long lanh tới từng cm. Phong cách chơi đa thể loại nhạc và karaoke chuyên nghiệp, không tốn tới một xu đầu tư xúc vào chồng. Anh em lưu ý rằng chơi các không gian từ 50, 1, 2, 300 mét vuông là chuyện nhỏ với cặp loa này. Nó đánh như dư chấn. Xin mời anh em quay trở lại thưởng thức với những bản nhạc quen thuộc của tôi thành test trên kênh. Anh em sẽ thấy được giá trị của những cặp loa đến từ Yên Ninh. Rất mạnh. Ai có tai phone thì anh em mang tai phone vào. Tôi giảm bass xuống rất là nhỏ bass đấy.